Chào tất cả anh em nha. Đây, đây có một cái bảng đăng mà bà con họ chặt lát. Nó chìm dưới lòng đất. Giờ đào lấy cái củ anh em. Mấy cái cây này nhiều khi đào về xong dựng dáng lên thì đôi khi này rất là hay. Bây giờ tôi sẽ đào cái này lên xem đẹp anh em xem cho vui nhá. Những cái vết chặt này hỏng hết rồi anh em. Nên cắt hết những cái mầm này để cho nó bật mầm lại. Đây nha, đúng cái những cái cây vứt đi rồi. Nhìn lên nó như là một cái cục này nha. Về cắt lọc sau này đục đẽo thì nó mới thành cây này anh em ạ. Nhưng mà khi mà làm nó thành cây nó lại thành những cây đẹp. Chiều về tôi lọc sạch đất rồi tôi quay anh xem lại. Giờ về cái đáng chưa. Sau này mình sẽ đặt cái dáng này anh em ạ. Thì nó sẽ được một cây bệ rất là ác. Mà nó côn cây. Đây nó có cái ngọn này rồi. Dựng cái ngọn này lên này. Thành cái cây. Cây lùn luôn anh em nhé. Hàng hốc. Vết những cái vết này thì tí nó sẽ bôi keo này.